Lời chúc mừng năm mới Quý Mão 2023 của ban biên tập Chân Dung Bản Thơ. Nhâm Dần đang từ từ qua, Quý Mão xuân sắp vào nhà chúng ta. Với phái nữ xin chúc là mãi sinh trẻ đẹp không già. Tí mô các bà, các chị, các cô có chồng chung thủy không bồ hỏi thăm. Chồng yêu, chồng quý bảo rằng có vợ như thế là thành công to. Suốt đời chỉ mỗi việc lo ăn ngon mặc đẹp, hát hò rô rô. Nam giới gặp được các cô yêu thương tin tưởng không bồ lặng nhau. Chúc cho các cháu nam anh con ngoan trò giỏi trở thành đoàn viên. Chúc cho các bạn thanh niên có công việc tốt nhiều tiền giàu sang. Ông bác du lịch rộn ràng làm gương con cháu phố làng yên vui. Chúc cho tổ quốc chúng tôi dân giàu nước mạnh ngời ngời niềm. Chúc Đảng Cộng sản quang vinh, lãnh đạo cách mạng thuận tình nhân dân. Chúc vần thơ mãi trong ngần, hội thơ vui vẻ những lần giao mạnh hùng hoàng mình kim ngưu, bài nào gửi đến cũng chiều ưu tiên. Trịnh Ngọc Dung cứ liên miên làm video đẹp không phiền chi mô. Khi nhiều sẽ gửi đến cô Bình Dương ghi nguyện nàng dỗ làm liền. Cuối cùng cũng là đầu tiên, vẫn không mất phí, mất tiền mô tê. Cảm ơn Tuyết Nhung Păng Xê
giọng vàng phái nữ thạo nghề hát ngâm